Xin chào bà con. Đã trở lại với kênh đọc truyện của những người tỉnh táo. Và ngày hôm nay tôi sẽ đọc truyện cho bà con nghe một cái video phần số 8. Nó mang chủ đề bẩm nhậu. Chúc bà con nghe chuyện nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Bắt đầu đi thôi. Rượu vào cái xấu lòi ra, rượu vào thì bỏ cửa bỏ nhà đi chơi, rượu vào là quần áo tả tơi, rượu vào là văng tục nói lời liên thuyên, rượu vào là hao tổn bạc tiền, rượu vào nhìn gái nghĩ tiên trên trời, rượu vào say nói lắm lời, rượu vào than trách đất trời không thương, rượu vào nằm ngủ ngoài đường, rượu vào đi lại coi thường công an, rượu vào ăn nói làm càn, rượu vào phán chuyện thế gian như thần, rượu vào đời cũng bất cần, rượu vào quên hết tình thân họ hàng, rượu vào bạn với nghĩa trang, rượu vào cả họ cả làng đều khinh, rượu vào chết bất thình lình, nếu có sống được thì bệnh tình rất nguy, ai ơi uống nữa làm chi, nếu mà uống nữa toàn quỳ toàn xin. Gu uống bia. Trong quán nhậu nữa, nếu mà bỗng nhiên có một con ruồi mà nó chết đuối ở trong cái cốc bia thì cái cách hành xử của dân nhậu mỗi nước nó đều có cái cách khác nhau. Ví dụ như là người ở đất nước Anh Quốc ấy, thì người Anh người ta sẽ khinh khỉnh: anh bồi, làm ơn đổi cho tôi cốc khác. Còn người Pháp đấy, lịch sự như Pháp mà, người Pháp thì người ta sẽ lặng lặng đổ cốc bia đi. Còn người Tây Ban Nha họ không uống, họ trả tiền và ra về. Người Nhật thì người ta mắng xa xả: làm ăn kiểu gì vậy? Còn người Đức ạ, thì người ta đưa cốc bia cho bồi bàn, người ta nói: mời anh. Còn người Mỹ ạ, thì người ta nói: lần sau để bia và ruồi riêng ra, ai thích có ruồi thì tự mà lấy. Thế còn người Việt Nam chúng ta, người Việt Nam chúng ta mà có con ruồi, con ruồi lọc đấy chơi đi, uống cạn 100%, cả bia lẫn ruồi. Và tiếp theo là nội quy ăn nhậu. Nhậu nó cũng có nội quy. Ông cha ta thường nói: nam vô tiểu như kỳ vô phong. Vì vậy nhậu có ảnh hưởng đến mọi tầng lớp và có ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ xã hội. Để nhậu không đi chệch hướng, cần phải thực hiện các quy định sau. Điều 1, phải trung thực. Muốn gia nhập hội những người ăn nhậu thì tuyệt đối không được xin xỏ, trộm cắp tiền vàng của vợ. Có thể trích lại một phần nho nhỏ để làm quỹ đen dành cho quỹ nhậu. Điều 2, không phân biệt tuổi tác. Hội ăn nhậu là không phân biệt tuổi tác, chức vụ, cấp bậc, giới tính. Miễn sao cái tiểu lượng á là khoảng trên 2 xị là ok. Điều 3, gìn giữ sức khỏe. Để giữ gìn sức khỏe, tất cả các hội viên hội ăn nhậu là không được uống cái rượu đều, như là rượu đường, rượu rắm, rượu cồn, mà chỉ nên uống rượu có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt là khuyến khích uống rượu hoa quả, trái cây. Điều 4, an toàn trên xa lộ. Để đảm bảo tính mạng cho hội viên và cho xã hội, cho gia đình, cũng như thực hiện tốt cái nghị định 100 của Thủ tướng Chính phủ,
Tất cả các hội viên tuyệt đối không được lái xe sau khi uống rượu, bởi vì say xỉn lên, không làm chủ tốc độ, dễ gây tai nạn. Tốt nhất là nhờ người khác tỉnh táo trở về, hoặc là xe ôm, hoặc là taxi. Điều 6. Tránh gây phiền phức. Khi đi nhậu, không nên mang theo vợ con. Còn nếu mà có em gái của vợ, em gái của bản thân mà chưa có chồng, thì khuyến khích nên mang theo để tăng thêm vẻ đẹp cho bàn nhậu. Điều 6. Tôn trọng luật lệ. Trong bàn nhậu là tuyệt đối phải tôn trọng người chủ sự, không được chê bai ẩm thực mặn nhạt, không được anh dũng phá mồi, không ăn gian, không nói tục chửi thề, không nói chuyện chính trị, không nói chuyện tôn giáo, không nói chuyện về họ hàng vai vế xa xôi, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Điều thứ 7. Tập trung cao độ trong bàn nhậu để tránh mất đoàn kết nội bộ. Tất cả hội viên không được phép thủ thỉ nói thầm, vì rất dễ để gây hiểu lầm cho người khác. Không được cầm nhầm bật lửa, không được mang nhầm dép. Đặc biệt tay chân phải giữ trật tự nếu trong bàn nhậu có phá đẹp. Điều thứ 8. Uy tín phải tràn trề. Không được giả bộ nghe điện thoại hoặc đi toilet lúc chuẩn bị thanh toán tiền. Nếu mà các kèo theo kiểu Lệ Quyên hoặc là Campuchia đó, mà mình mắc bệnh thật sự, bệnh thật sự đó, thì phải để lại tiền theo cái quy định Campuchia. Điều thứ 9. Im lặng là vàng. Nhậu xong về nhà tuyệt đối không được đánh đập, chửi bới vợ con. Nếu bị vợ đánh hoặc bị vợ cằn nhằn thì chỉ được im lặng, kiếm cái chỗ nào ngủ cho nó an toàn. Nhưng mà nhớ không được ngủ nhầm nhà nhầm giường. Điều 10. Đoàn kết nội bộ. Mọi thành viên của hội phải có nghĩa vụ thăm nuôi bạn bè khi lỡ xảy ra tai nạn do say xỉn hoặc là do bị vợ đánh. Cũng như cái việc quấy rối an ninh trật tự mà bị công an bắt, chúng ta phải đến thăm nom, quan tâm với nhau. Điều 11. Không vi phạm pháp luật. Không được uống bia ôm, rượu ôm, vì rất lãng phí về tiền bạc và rất dễ mắc bệnh xã hội, làm khổ vợ khổ con. Thay mặt cho chủ sự đã ký DJKT Audio, chủ sự It's me, Khánh Toàn. Một anh chồng say xỉn khật khưỡng bước vào nhà, ngồi bịch xuống cái ghế bành, rồi đăm đăm nhìn về phía cái tivi. Rất lâu sau, anh ta mới cầu nhau. Mẹ, phim gì mà chiếu mãi một cái cảnh cháy rừng thế nhỉ? Cô vợ nghe vậy mới cầu nhau. Uống vừa thôi, tivi à, vì nhậu nhẹt cũng bán hết cả rồi, còn trơ lại mỗi cái lò sưởi đấy. Lò sưởi, cứ tưởng đâu là cảnh cháy rừng. Bà trưởng hội phụ nữ nói với ông chồng bằng cái giọng gay gắt. Này, ông không thấy xấu hổ sao? Khi ông thì ngồi ung dung uống rượu bia, còn vợ ông thì phải leo lên cái thang để sơn nhà. Tôi đã đề nghị đổi, mà bà ấy đâu có chịu. Bà ấy bảo là bà không uống được rượu bia. Ông chồng từ tốn trả lời. Bà hội trưởng nói với giọng rất là bực tức sau khi nghe vậy. Anh cũng không thấy xấu hổ khi vợ anh kể là đêm kỷ niệm ngày cưới anh lại bỏ đi đến quán rượu và không về nhà, làm cho cô ấy cả đêm không nhắm được mắt à? Cái gì? Thế bà nghĩ là tôi ở quán rượu tôi cũng nhắm mắt được sao? Vợ thấy chồng say khướt vừa bước vào sân. Sao? Ông lại say à? Trời ơi, vừa uống rượu ở chỗ nào? Biến ngay đến chỗ đấy, xéo, đi, nghe chưa? Hiểu rồi, ông chồng đáp,
rồi lập tức móc điện thoại ra gọi. Alo, khách Toàn à, ông chờ tôi nhá. Vẫn chỗ cũ hả? Ừ, tôi xin phép được vợ tôi rồi. Sau một hồi nhậu nhẹt, có người đề nghị mỗi người phải thú nhận một cái điều gì đó mà mình chưa bao giờ nói với ai. Người thứ nhất: được thôi, tôi chưa bao giờ nói với ai rằng tôi là người ăn bám vợ. Đến người thứ hai: còn tôi đấy, là tôi đã có quan hệ tình cảm với vợ của ông sếp đấy nhá. Và người thứ ba: tôi biết phải nói thế nào đây, thì cứ nói đi. Hai người kia giục: Đó là tôi không thể giữ được bí mật. Tôi chết rồi, nó không giữ đi bí mật thì hai thằng kia tèo rồi. Cày đồng đang buổi ban trưa, bạn rủ đi nhậu vứt bừa lung tung, vợ mà cản chồng nổi khùng, để mai tính chứ lùng dùng bên tai, ghét sao cái tấm lưng dài, câu để mai tính nói hoài khổ ghê. Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ, đèn quán nhậu ngọn đỏ ngọn lu, em về xuống tóc đi tu, kiếm chồng không nhậu khó hơn kiếm vàng. Một người đi đường hỏi ông ăn xin: này, tại sao ông lại đi ăn xin? Để tôi lấy tiền uống rượu. Thế tại sao ông lại hay uống rượu? Để tôi lấy dũng khí đi ăn xin. Một người đàn ông với vẻ mặt buồn bã đang ngồi ở trong một cái quán bar. Ông ta nhìn vào ly rượu trước mặt và nửa tiếng đồng hồ sau, nhưng vẫn chỉ nhìn cái ly mà không uống. Một thanh niên bước vào quán, đến ngồi bên cạnh người đàn ông, vỗ mạnh vào vai ông ta, cầm cái ly rượu đặt trên bàn và uống cạn luôn. Người đàn ông thấy vậy òa lên khóc. Anh thanh niên vội hỏi: thôi, có gì đâu mà ông phải khóc, tí nữa thì tôi trả cho cốc khác. Đùa ông thôi mà, không vấn đề gì, tặng chồng hai ly khác được chưa? Không phải, không phải là tôi khóc vì chuyện này, người đàn ông giải thích. Hôm nay đấy là một ngày tồi tệ nhất trong đời của tôi. Buổi sáng đấy, tôi đã thức dậy muộn và đi làm muộn. Ông sếp đã nổi giận và đuổi việc tôi. Khi ra khỏi văn phòng, tôi phát hiện ra chiếc xe của mình đã bị mất cắp. Cảnh sát thì cho biết là không làm cách nào có thể tìm lại được. Tôi đón taxi về nhà. Về đến nhà thì phát hiện ra mình lại bỏ quên cái ví ở trên taxi. Ai, khi mở cửa nhà ra thì thấy vợ tôi lại nằm ngủ với cái thằng hàng xóm. Nên là tôi mới ra khỏi nhà và định kết liễu cuộc đời của tôi. Tôi mới vào cái quán bar này. Và tôi sẽ tự tử. Tôi đang định tự tử thì anh đến và uống cạn cái ly rượu của tôi. Vấn đề là cái ly rượu đó đã có độc. Ông bố sai đứa con: này Toàn, cầm cái chai rượu, mua rượu về cho tao. Tiền đâu mà mua hả bố? Cái thằng này không có tiền mua được mới là cao thủ chứ. Một lát sau, thằng con cầm cái chai không về đưa cho bố. Ông bố nhìn không có rượu liền quát: này mày, rượu đâu hả mày? Không có rượu uống được mới là cao thủ chứ bố. Đúng là cha nào con đấy. Một gã vào quán rượu đi theo cách đó là hai tay. Nhân viên phục vụ ở quán ngạc nhiên hỏi: thưa ông, sao ông không đi bình thường như mọi người mà ông lại đi bằng hai tay? Gã bợm nhậu đáp: đó là vì vợ tôi. Bà ấy đã dặn là từ nay tuyệt đối không được bước chân vào quán nhậu. Đúng là lý lẽ của mấy gã bợm nhậu.
xe của người đàn bà và người đàn ông va chạm với nhau. Cả hai chiếc xe đều bị hỏng rất nặng, nhưng may là cả hai người họ không bị thương. Sau khi quan sát hai chiếc xe một vòng, người đàn bà mới nói: Ông là đàn ông còn tôi là phụ nữ. Điều này rất là thú vị. Ông hãy nhìn xem, xe của chúng ta đó nát như tương rồi, nhưng rất may là chúng ta không bị làm sao. Tôi nghĩ đây là ý của Thượng Đế đã khiến chúng ta gặp nhau trong cái tình cảnh này. Ông có đồng ý như vậy với tôi không? Người đàn ông vui vẻ trả lời: Tôi hoàn toàn đồng ý với ý của bà như vậy. Đúng là ý của Thượng Đế đã sắp đặt. Người đàn bà nói tiếp: Ông hãy nhìn xem này, lại có một cái kỳ tích khác. Đó là cái xe của tôi thì nát hết rồi, nhưng mà cái chai rượu ngon của tôi thì vẫn còn nguyên. Tôi nghĩ đây lại là ý của Chúa, và chúng ta có lẽ sẽ nên uống với nhau để chúc mừng cho cái sự kiện may mắn mà chúng ta gặp nhau như thế này. Người đàn bà cầm chai rượu đưa cho người đàn ông. Người đàn ông mới gật đầu và tỏ ra rất là vui sướng. Ông ta bật nắp chai và tu ngay một hơi. Sau đó đưa lại cho người đàn bà. Nhưng người đàn bà không uống, mà cô ta đậy nắp chai lại và đưa ngược lại cho người đàn ông. Người đàn ông rất ngạc nhiên và hỏi: Sao bà không uống một chút nào? Người đàn bà đáp: Không, tôi thì tôi đang chờ cảnh sát giao thông đến. Mắc bẫy rồi, mắc bẫy phụ nữ rồi. Bà vợ mắng té tát ông chồng đang say bí tỉ: Đổ mất nết, đổ nát rượu. Bà vợ tiếp tục la lên: Già rồi mà không biết ngượng. Nhà có bao nhiêu tiền để đổ hết vào rượu rồi. Bà chỉ được cái hồ đồ. Tôi đâu có ngu đến nỗi mà đem tiền nhà mình đi uống rượu đâu. Thế tiền của ai? Tiền ở đâu? Tiền là tiền của ông thông gia. Bà có nhớ là tuần trước ông đã cho nhà mình vay để mua gạo không? Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: Ông Tư có nhà không? Mà có phải nhà ông Tư đây không? Có tiếng phụ nữ trả lời: Phải rồi, nhà ông Tư đây. Thế bà là ai đây? Tôi là vợ của ông Tư. Vậy à? Vậy thì bà mở cửa ra, bà ra đây mà xem ai là ông Tư. Đưa ông ấy về nhà để chúng tôi còn về nhà nữa chứ. Một người đàn ông đến quầy bar và yêu cầu một ly rượu. Khi vừa uống hết ly rượu, ông ta khẽ liếc vào túi áo của mình rồi mới lại bắt đầu uống tiếp theo. Cứ như thế. Trước khi uống thì ông ta lại liếc vào túi áo của mình một lần, không biết là ngắm cái gì nữa. Quá ngạc nhiên, người phục vụ tiến lại và hỏi: Tôi có thể phục vụ cho ông cả đêm, nhưng mà tại sao trước khi ông uống ông lại cứ phải nhìn vào túi áo của mình thế thưa ông? Người đàn ông cười lớn: Đó là phương pháp giúp tôi xác định được mình còn tỉnh táo tàu hay không. Người phục vụ ngạc nhiên: Tôi vẫn không hiểu thưa ông. Là bởi vì trong túi áo của tôi là tôi để ảnh của vợ tôi. Tôi uống đó, mà đến khi nào tôi nhìn cô ấy tôi thấy rất là xinh đẹp thì đó là lúc mà tôi nên về nhà. Có hai bợm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một tên thốt lên: Thôi chết rồi, cái cầu hôm nay nó lại thành hai rồi, trong khi mọi ngày nó có một. Thế này mà mình bước nhầm rơi xuống ao là chết đuối luôn. Này,
Có lẽ là do hồi nãy là mình mới uống một chai nên mình nhìn một thành hai. Giờ tôi mà ông uống thêm một chai nữa thì mình sẽ nhìn thành ba. Xong là mình sẽ chọn cái cây cầu ở chính giữa mình đi. Thế là chắc ăn nhất, đúng không? Bợm nhậu kia nghe vậy cười lớn. Chí phải, chí phải, chí phải. Không rơi tùm xuống áo tôi chết liền. Chí phải cái con khỉ. Một gã trông rất bơ phờ tạt vào quán rượu và hỏi: Tối hôm qua có phải tôi ở đây không? Dạ thưa ông, đúng vậy. Thế tôi tiêu hết bao nhiêu tiền? Dạ thưa ông, 800.000 đồng. Lạy Chúa, tốt quá. Thế mà tôi lại cứ tưởng là tôi đánh rơi ở đâu chứ nhỉ. Cảm ơn nhé. Cứ quen quen. Vừa xong bữa nhậu đầu năm với anh bạn, anh chồng ngất ngư về nhà để cô vợ không đoán được mình đang uống rượu và uống say. Anh ta quyết định đi thẳng vào trong phòng và ngồi đọc sách, hy vọng bà vợ trông thấy sẽ nghĩ là mình còn tỉnh táo. Vài phút sau, bà vợ nhìn thấy và gào lên hỏi: Anh đang làm cái gì vậy? Anh á, đọc sách mà. Cô vợ thấy vậy hét lên: Trời ơi, đồ điên! Anh có đóng cái vali lại và đi ngủ không? Thì ra là cái vali à, tưởng là đọc sách. Một gã say, mắt tái dại, lảo đảo đến gần một cô gái. Cô ơi, cô làm ơn đếm giùm trên trán tôi là có bao nhiêu cái cục u. Cô gái ngạc nhiên nhìn ông ta. Ba cục thưa ông. Gã say mới lẩm bẩm: Ha, ba cục à? Như vậy là còn 5 cục nữa thì sẽ đến nhà của tôi, bởi vì nó là 5 cái cột điện nữa. Mỗi cột điện là 1 cục. Hai gã say đang trò chuyện trên đường về nhà. Đẹp thật ông ạ. Ông nhìn trăng kìa. Trời ơi, mày sai bét. Đấy là mặt trời. Trăng mà. Không phải, đấy là mặt trời mà. Bỗng họ gặp một người lảo đảo đi ngược chiều. Này anh bạn, nhờ anh nhé, chúng tôi hỏi anh xem cái vật chiếu sáng ở trên kia, đó là mặt trăng hay là mặt trời? Người kia nhìn lên trời chăm chăm, rồi cau có nói: Xin lỗi hai anh, nhưng mà hai anh hỏi là cái ở bên phải hay là cái ở bên trái? Thì ra là cả ba thằng say. Một bợm rượu nói với một con sâu rượu khác: Này, bây giờ nhiều người vô văn hóa quá ông ạ. Hôm qua đấy, lúc tớ nhậu xong đi ra khỏi quán đấy, có người còn dẫm lên cả tay của tớ đấy. Thế mới đau chứ. Đúng là vô văn hóa thật. Dẫm lên tay người ta. Hai người say rượu nói chuyện với nhau: Mày phóng vừa thôi, tao chưa muốn chết đâu. Ủa, tao tưởng là mày cầm lái cơ mà. Từ nãy giờ sợ muốn chết mà đâu có dám nói. Ủa, vậy ai là người cầm lái cơ? Xỉn rồi mà. Ở trên đường quốc lộ, hai gã thanh niên và một chiếc xe máy đang phóng như điên. Chợt một anh cảnh sát giao thông chạy ra tuyết còi để dừng xe. Một trong hai gã lên tiếng giọng như nấc cụt: Dạ, xin chào hai đồng chí cảnh sát. Mời bốn anh thường dân xuống xếp thành một hàng cho tôi. Anh cảnh sát nói. Thì ra là cùng say cả. Ai, Tết đến, đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng mà tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Mỗi lần nhìn vào bia, vào rượu, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ ở trong các công ty rượu bia. Họ đã làm ra nó. Họ đều có vợ, có con như tôi. Và con cái của họ cũng giống như con cái của tôi. Chúng đều có những ước mơ hoài bão và khát vọng. À, nếu như mình không uống, mình sẽ làm tiêu tan những giấc mơ con cái của họ. Như thế là mình rất ích kỷ, chỉ lo cho bản thân mình. Tôi sẽ uống. Tôi uống rượu, uống bia, để tôi muốn biến cái giấc mơ của rất nhiều người trở thành sự thật. Tốt nhất đừng vì lợi ích của cá nhân mà hại cho người khác các bạn ạ. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly. 1, 2, 3. Vô. Vô. Ồ. Sau một trận nhậu quắc cần câu, ba người gọi taxi về nhà. Khi tới nhà người thứ nhất thì hai người kia cố mãi mới dìu được anh ta xuống xe. Nhưng anh ta đứng không vững, cứ nằm lăn ra vỉa hè thôi. Hai người kia sốt ruột lên xe đi tiếp. Ở trong xe họ mới nói chuyện với nhau. Tội nghiệp, mẹ cái thằng Toàn ấy, không còn đứng được nổi luôn. Tài xế nghe vậy mới nói xen vào. Nhưng mà các ông cứ dốc ngược đầu ta xuống đất thì làm sao người ta đứng được. Đầu thì cứ dốc ngược người ta xuống đất. Thì ra nó dốc đầu tôi xuống đất. Thảo nào. Sau khi đi khám bệnh về, người chồng mới cầm cái bệnh án trên tay với cái lời phê của bác sĩ. Ăn cơm không được uống rượu. Đưa cho vợ coi. Bà vợ sau khi coi thì bắt đầu cằn nhằn. Ông thấy chưa? Cứ uống rượu hoài. Bữa cơm nào ông cũng uống rượu. Vài ngày sau, thấy ông chồng vừa ăn cơm vừa uống rượu, bà vợ lại la lên. Ông không thấy bác sĩ dặn cái gì hay sao mà còn uống rượu? Bà không biết đọc chữ à? Đây này, bác sĩ có ghi rõ nhé. Ăn cơm không được, uống rượu. Đấy, tôi ăn không được thì tôi phải uống rượu chứ. Đến bữa tối, bà vợ lại thấy ông chồng vừa uống rượu lại vừa ăn cơm. Bà vợ lại gắt lên. Nhá nhá, ông lại uống rượu rồi mà trong khi ông còn ăn tới 2 chén cơm là sao? Bà lại không biết đọc rồi. Đây này, bác sĩ có ghi rõ ăn cơm không được uống rượu. Đấy, bà nhìn thấy này, tôi ăn cơm không đấy chứ. Bát cơm của tôi làm gì có mồi. Đúng rồi. Hai bợm nhậu nói chuyện với nhau. Này, dạo này ông đi nhậu không sợ vợ nó la nữa à? Trời ơi, vợ tôi ấy, mẹ nó sợ tôi bằng thằng Khánh. Vậy á, vậy là ông bản lĩnh giống tôi đấy. Ông biết không, khi đi nhậu về đấy là vợ tôi phải quỳ gối mới nói chuyện được với tôi đấy. Trời trời, thế là ông ghê hơn tôi chứ bằng làm sao được. Mà có cách nào đấy, chỉ cho anh em xem nào. Dễ ợt, khi đi nhậu về là tôi cứ chui vào gầm giường. Thế mỗi lần mà vợ nó gọi tôi ra thì nó phải quỳ xuống nói chuyện với tôi mới chui ra chứ. Đúng vậy. Anh chàng say khướt ngật ngưỡng bước ra khỏi quán, tông thẳng vào một vị khách đi qua đường. Anh làm cái gì đây? À, xin lỗi, tôi lại cứ tưởng là có thể đi được giữa hai ông. Hoa bố nó mắc rồi. Có một anh chàng say khướt về nhà đập cửa. Em yêu ơi, anh vừa đi gặp bạn học cũ về đấy. đó là anh à? Vâng, chuyện đó bình thường mà anh. Nhưng mà anh nhậu bố lê tháo lương rồi. Vâng, em có thể hiểu mà. Xe của anh, công an giao thông cũng giữ rồi. Chuyện đó là đương nhiên mà anh. Em đúng là một người phụ nữ dịu hiền nhất trên đời. Mà em ơi, lúc nãy là anh đã chót tặng
cho cái con gái, đứa con gái ở trong phòng hát cái nhẫn cưới của vợ chồng mình rồi. Ôi ơn Chúa, em đúng là thật là may mắn. Cái gì? Sao chứ? Em đùa? Em may mắn sao? Dạ vâng, bởi vì em chỉ là hàng xóm của anh thôi. Anh ơi, chỉ vài bước chân nữa là đến nhà anh rồi đấy. Anh hãy can đảm lên, cố lên anh nhé. Chúc anh nha, chiến thắng. Ờ, gần nhà. Có một anh bị say rượu, đứng tè ở chỗ có cái biển cấm không được đái. Một anh công an khu vực đi ngang qua thấy vậy chạy lại và quát: "Này, sao anh đái ở đây?" Anh kia trả lời: "Ây à, tao là người Trung Quốc á, nên là tao đọc từ phải sang trái đó mà. Tao tưởng cái biển ghi là đái được không cấm." Cấm không được đái, đái được không cấm. Hai người đàn ông say xỉn đang đi ngoài đường, chợt người này nói với người kia: "Ông ơi, cố cười lên đi, chúng mình sắp đi ngang qua đồn cảnh sát rồi đấy." Một lát sau, anh này lại lên tiếng: "Thôi thôi ông ạ, ông không cần phải cười nữa đâu, vì tôi với ông là trong đồn cảnh sát mất rồi." Cậu biết không, chồng mình cứ hay đi làm về muộn, lại còn say xỉn nữa, chán quá cậu ạ. Cô bạn nghe vậy liền khuyên: "Thay vì trách móc anh ấy, cậu thử nói những lời ngọt ngào đón chào anh ấy bằng một nụ hôn nồng ấm xem nào, biết đâu anh ấy sẽ thay đổi." Tối hôm đó, anh chồng về muộn, cô vợ vội vàng mở cửa dìu anh ta vào trong phòng, đắp khăn lạnh rồi cởi giày cho chồng. Vừa xoa bóp, cô vợ vừa thì thầm vào tai: "Anh yêu ơi, giờ đã muộn rồi, chúng mình lên gác ngủ nhé." Anh chồng đang trong cơn say xỉn trả lời: "Thế cũng được em ạ, đằng nào thì về nhà thì mụ vợ của anh nó cũng không tha thứ cho anh đâu." Chết cha. Cậu bé bấm chuông nhà hàng xóm. Ông chủ nhà mở cửa: "Cháu, cái gì đây? Có cái việc gì? Lần này bên nhà cháu là mượn cái gì? Ly hay là đĩa nào?" "Dạ thưa bác Toàn, ba cháu bảo là cháu sang mượn cái mở nút chai ạ." "Ồ, mở nút chai rượu à? Tốt 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 tốt. Cứ về nhà đi nhá, bảo với ba cháu bác sang ngay ha." Đúng là bạn không ra. Vợ trách chồng: "Anh đã hứa với em là anh sẽ muốn trở thành con người khác cơ mà, thế mà bây giờ thì vẫn nát rượu." "Thì anh đã trở thành con người khác rồi đấy chứ, nhưng cái vấn đề là cái thằng đấy nó cũng nát rượu như anh." Một ông bức xúc nói với bạn: Ai dám nói tôi không phải là người bố tốt. Này nhá, có lần nhậu xong, tôi đã hát ru cho con tôi ngủ, mà đến tận 3 giờ sáng tôi vẫn hát. Lâu lắm mới được thảnh thơi, kéo nhau đi nhậu cho đời thêm vui, mong bù đắp những dập vùi thường ngày cày cuốc tối chui vô mùng. Tưởng rằng được bữa ung dung, ba thằng gọi món xong cùng nhâm nhi, vài chai bia khai vị thì một em khoác bộ bikini vào, trên tay bưng một đĩa xào, giọng anh thủ thỉ: "Em chào ba anh, xin mời sờ mó cho nhanh, ý quên ăn nóng kẹo tanh lắm mà. Ngắm đùi bụng trắng nõn nà, đường cống nổi rõ, chán bà rượu luôn."
cái cột cờ nó muốn vươn. Tiền sư chả nghe ông Tương ấy nhầm. Tình hình này sao yên tâm mà ngồi đánh chén hết tầm được đây. Trong người giậm giật như vậy, tòi bữa ngon miệng vì mày đồ điên. Bỏ rượu đi thôi, bỏ rượu thôi. Men gan cao quá, uống nhiều rồi. Anh em mời cũng đành từ khước. Bạn bè mừng vui chỉ nhấp môi. Yêu vợ chồng nghe, nay bỏ rượu. Thương con bố hứa, bỏ mai rồi. Vì ta sức khỏe là quan trọng. Bỏ rượu đi thôi, bỏ rượu thôi. Khánh Toàn xin cảm ơn quý bà con và quý vị đã ủng hộ và yêu thương Khánh Toàn. Bà con nhớ ấn like video và ấn đăng ký nếu bà con nào chưa đăng ký kênh để theo dõi những video với chủ đề khác nhau về sau nữa. Còn ngày hôm nay thì xin tạm dừng ở đây. Xin chào thân ái và chúc bà con đừng say xỉn như tôi nhé. Chào thân ái và quyết thắng. Yeah.